đại diện công ty cổ phần BOT 38 cho rằng doanh thu thấp là do lượng xe né tránh trạm quá lớn để đi vào tỉnh lộ 276, qua đoạn đê sông Đuống thuộc địa phận hai thôn Chi Trung, Chi Hồ, xã Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh, khiến cho đoạn đường đê bắt đầu từ cầu Hồ đến điểm giao cắt với tỉnh lộ 283 luôn trong tình trạng quá tải. Trước cầu Hồ thì tất cả các loại xe đã tránh vào đường nội bộ của huyện và rẽ ra phần đê của sông Đuống và qua cầu Hồ về phía Hải Dương. Và từ phía Hải Dương về cũng vậy, thì họ cũng đi qua cái đoạn đường tránh đó, qua đường đê sông Đuống và qua đường huyện nội bộ để tránh quốc lộ 38, tránh trạm. Thì họ chạy toàn bộ quãng đường 28 km mà họ chỉ tránh khoảng gần 2 km. Việc lái xe tìm cách né trạm, chọn cách đi vào đường đê sông Đuống khiến trạm BOT 38 thất thu nặng. Chúng tôi thu phí từ tháng 4 năm 2018 đến thời điểm này khoảng trên 6 tháng. Nhưng chúng tôi thu phí chỉ được vào khoảng độ 35% so với cái phương án tài chính mà chúng tôi đã ký hợp đồng Bộ Giao thông. Việc này nó ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của doanh nghiệp mà đồng thời trả lại nợ ngân hàng. Thì với cái mức độ mà chúng tôi thu phí như vậy thì không đủ trả lại vay ngân hàng. Được biết, để đảm bảo tính khả thi của dự án, công ty cổ phần BOT 38 đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cấp phép cho nhà đầu tư đặt một trạm thu phí phụ tại km 22, quốc lộ 38 thuộc địa phận xã Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Được khởi công từ ngày 6 tháng 7 năm 2014, dự án BOT quốc lộ 38 được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận cho thu phí từ ngày 10 tháng 4 năm 2018. Nhà đầu tư đã thực hiện chính sách giảm giá cho các hộ dân 12 xã nơi dự án đi qua trong phạm vi bán kính là 5 km xung quanh trạm thu phí. Dự án BOT quốc lộ 38 có tổng chiều dài là 28,6 km với điểm đầu là km 4 +200, địa phận thành phố Bắc Ninh. Điểm cuối là tại km 32 + 800, giao với quốc lộ 5, địa phận từ huyện Bình Giang, Hải Dương với tổng mức đầu tư là gần 1.700 tỷ đồng. Thời gian thu phí hoàn vốn dự án được dự kiến là 19 năm 1 tháng.